Suốt 13 năm nay, cứ đều đặn từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khung giờ từ 18 giờ đến 20:30, lớp học tình thương của anh Trần Lâm Thắng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại rộn vang tiếng nói cười, tiếng ea con chữ, tiếng đếm số của các em. Lớp học ở đây là dạy từ lớp 1 đến lớp 5. Thì những em như hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân, rồi những em mà như là cha mẹ không được ở với nhau nữa, rồi có cha hoặc là có mẹ không cha, có cha không mẹ hoặc là không cha không mẹ ở với ông bà. Rồi hoàn cảnh thì mỗi lần em nào lên đi xin học thì mình sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh, tại sao xin lên học, rồi có học được chưa, mình tìm hiểu sơ chút xíu về lý lịch đó, thì mình thấy được thì mình nhận. Cơ duyên mở lớp học của anh cũng rất tình cờ. Khi anh còn là bảo vệ khu phố, trong lần giải quyết một vụ đánh nhau, anh yêu cầu các em viết tường trình. Nhưng vì không biết chữ nên các em nộp giấy trắng. Câu chuyện đó khiến anh suy nghĩ mãi. Thế rồi anh quyết định tập hợp các bạn tình nguyện viên cùng mở lớp học tình thương. Mình về để dành dạy văn hóa từ thứ Hai đến thứ Sáu. Rồi thứ Bảy thì mình học thêm những môn như tiếng Anh nè, vi tính nè, hoặc là những cái kỹ năng mềm của mấy bạn sinh viên á, tổ chức hỗ trợ. Ví dụ trường này có cái dạy những cái môn kỹ năng mềm ngoài vậy đó, thì mình thấy được áp dụng vừa cho mấy lứa tuổi này, thì mình cho mấy bạn sinh hoạt cho mấy em nó biết thêm về ở ngoài chút. Mình chủ yếu mình dạy mấy em đó, mình phải nói quan trọng của cái con chữ. Mấy em phải biết chữ để mấy em có thể đọc được tập, đọc được sách báo nè, hiểu được pháp luật, đọc được pháp luật, mấy em không bị vi phạm pháp luật. Mục đích của mình mở ra là muốn mấy em á là không có gây gỗ, giống như hồi đó mình xử lý vụ việc gây gỗ á, thì mấy em biết luật, mấy em sẽ không bị phạm luật, và mình làm một cái khu phố mình văn minh á thì cái xã hội mới văn minh được. Đó, mục đích của mình là vậy. Anh Thắng cũng chia sẻ thêm, để có được lớp học tương đối ổn định như ngày hôm nay, anh và các bạn tình nguyện đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Ban đầu, anh chưa có kỹ năng sư phạm nên phải học thêm kỹ năng từ thầy cô và trang bị thêm kiến thức để truyền đạt lại cho các em. Rồi cơ sở vật chất chưa có, chuyện vận động học sinh đến lớp cũng là một chuyện gian nan. Nhưng rất may, anh nhận được sự đồng hành của đoàn phường và các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học, chung tay cùng anh xây dựng lớp học. Thì bắt đầu mình bàn với lại mấy bạn nhân viên thì thống nhất, bắt đầu mình xin ý kiến cho phường. Phường mới cho mở thì bắt đầu mình mới mở lớp nhỏ à. Xong cái sau này bắt đầu ở đây là khu phố mới xin lên đây mở, mới rộng mới được. Em thuộc thành viên của câu lạc bộ tình nguyện Thanh Mây của trường đại học giao thông vận tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Là lớp cái câu lạc bộ của em sẽ là nhận đứng dạy chính ở dưới lớp học này. Dạ, mỗi ngày đi dạy thì một cái thú vị khác nhau. Thì học sinh ở đây thì thường là con em người lao động, nên là kiểu mấy bạn không biết nói sao, nhưng mà kiểu mấy bạn kiểu chân chất á, là kiểu nói chuyện dễ gần hơn. Ngày qua ngày, hoạt động của lớp học cũng giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực tới mọi người. Lớp học không chỉ là nơi anh Thắng cùng các tình nguyện viên gieo con chữ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà nơi đây còn gieo thêm vào lòng các em một mầm thiện về sự tử tế trong cuộc đời này.